Chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này, dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không, nhìn vào đôi mắt em thế sao, một thế giới màu hồng. Dù ngồi đang cách nhau, cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa sofa ở đường Duy Tân ngay cạnh phố cửa quen với mấy đồng bọn nó.
Oh.